Vậy thì chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đã có mặt tại sân vận động Phú Nhuận để chuẩn bị theo dõi trận cầu giao hữu giữa các thủ CEO Sài Gòn và đối thủ của họ là câu lạc bộ DNA Invest. Tiếng còi bắt đầu hiệp 1 cũng đã được vang lên. Các thủ CEO Sài Gòn đang là những người lấy bóng trước với bộ trang phục áo đỏ quần xanh và đội bóng này đang bảo vệ phần sân bên phải màn hình của bạn. Trong khi đó thì các thủ bên phía đội bóng DNA Invest họ xuất phát trong bộ trang phục áo trắng quần trắng và đội bóng này đang bảo vệ phần sân bên tay trái. Bản danh sách các cầu thủ của hai đội gửi đến cho ekip truyền thông với các thành phần như sau. Bên phía CEO Sài Gòn ngày hôm nay, các thành viên của họ gồm có vị trí của số 30 đó là Bảo Lắc, số 33 là vị trí của Phước Hiếu, số 79 Hoàng Anh, số 12 là của Khang Kaka, số 23 là vị trí của Trung Chất, số 47 Vương Chuối, số 10 là DDK, số 78 là Núi Nguyễn, số 88 Dũng Vũ, số 14 là Cường Thịnh. Đội trưởng ngày hôm nay sẽ là Tấn Lộc với chiếc áo số 7. Trường Honda sẽ khoác chiếc áo số 11. Ngày hôm nay thì trường còn có một biệt danh mới. Số 6 là vị trí của Đinh Thanh Tùng, số 28 là Xuân Quỳnh, số 2 là Ngọc Ẩn, số 25 Thành Long, Long Forden, số 20 Lê Hòa Dư, số 55 là Đình Thắng và cuối cùng là Đình Ninh, người gác đền, mang chiếc áo số 3. Trong khi đó thì các cầu thủ bên phía đội bóng DNA Invest họ xuất phát với các cái tên như sau. Thủ thành sẽ là Anh Ninh mang không đăng ký số áo thi đấu. Trong khi đó các vị trí đá chính gồm có số 24 là Hoàng Tùng, số 44 là Đỗ Nhật, số 26 đội trưởng Quốc Phòng, số 4 là vị trí của An Lam Park, số 32 là Châu Tuấn, số 28 là Hoàng Kiên, số 86 là Nam Red, số 8 là Phan Vũ, số 21 là Trần Phùng, số 36 là vị trí của Lực Lucky. Các thủ trên băng ghế dự bị còn có số 19 Đức Vinh, số 56 là vị trí của Lê Tiến, số 16 Ngọc Sơn, số 18 là Hoàng Trương, số 33 Sĩ Thành và cuối cùng là thủ thành Ba Bích. Bên phía CEO Sài Gòn vừa bổ sung thêm cái tên của Hoàng Nam với chiếc áo số 16. CEO Sài Gòn được thành lập cách đây gần 5 năm và cho đến tháng 8 này thì họ sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập. Đội bóng đang hoạt động thường xuyên vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Đây là sự chủ động băng lên của Khang Kaka, một trong những cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất dành cho các cầu thủ bên phía CEO Sài Gòn ở trong mùa giải năm 2024 kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Bước vào năm mới này thì các cầu thủ CEO Sài Gòn đã bầu ra một ban lãnh đạo mới và họ đang điều hành câu lạc bộ đang có những định hướng phát triển nhất định. Với những sự định hướng được quy hoạch rõ ràng thì đây sẽ là một cái tên dự kiến sẽ là một trong những đội bóng phong trào hoạt động bài bản nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Với tiềm lực tài chính của đội bóng CEO Sài Gòn, sự hậu thuẫn của rất đông những đơn vị tài trợ, có hơn 16 đơn vị tài trợ đã cùng chung tay để đóng góp cho câu lạc bộ CEO Sài Gòn phát triển. Đây là một động lực cho họ có thể tiến đến những hoạt động bài bản hơn trong tương lai và đội bóng đang có được những định hướng phát triển tốt trong những khoảng thời gian sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trở lại đây. Đối thủ của họ DNA Invest, một đối thủ trong trận cầu giao hữu. Các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn thường xuyên tìm kiếm những đội bóng phong trào khác được hoạt động một cách bài bản để có thể thi đấu giao lưu, cọ sát cũng như là học hỏi, tạo niềm vui trên sân cỏ cũng như là rèn luyện sức khỏe cho các cầu thủ của mình. Những lượt tấn công tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng đỏ, tình huống thoát xuống nguy hiểm. Không có pha dứt điểm dành cho các thủ bên phía CEO Sài Gòn FC. Tình huống băng lên nhưng chưa có được điểm chạm bóng dành cho các thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn trong ngày hôm nay. Chính xác là vào ngày 8 tháng 4 năm 2024, đội bóng CEO Sài Gòn sẽ tròn 5 tuổi. Đây là đội bóng được thành lập bởi các thành viên của các lớp quản trị khởi nghiệp, giúp quản trị sự nghiệp các lớp CEO của Sài Gòn. Các đơn vị tài trợ của họ được phân nhóm. Các nhà tài trợ chính bao gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghệ NDTL. Đây là đơn vị phân phối độc quyền các dòng sản phẩm của Anker và UAG tại Việt Nam. Trong khi đó thì nhà tài trợ trang phục gồm có thương hiệu thời trang Mira đến từ công ty trách nhiệm sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Minh Hiền. Nhà tài trợ truyền thông, hai công ty Thế Giới Số và công ty Thimac đang là những đơn vị hỗ trợ. Các nhà tài trợ kinh phí kim cương bao gồm có công ty Rancio, công ty cổ phần Oriskin, công ty cơ khí Chiho, công ty B Media, hệ thống mì cay Lava. Các nhà tài trợ vàng gồm có công ty Yusau, công ty keo nhựa, keo nhiệt Protok, công ty in nhanh Otas, đồng phục Nadi,
thương hiệu ISA Technology Solution và mới nhất là nhà tài trợ HKK Community. Chủ nhật tuần này thì các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn được xem là chơi trên sân nhà, sân bóng Phú Nhuận, sân bóng cố định của họ. Và cuộc đón tiếp các cầu thủ DNA Invest sẽ là màn chạm trán trong ngày hôm nay. Và sau đó thì các tuần thi đấu kế tiếp, họ sẽ có một tuần nghỉ ngơi trước khi trở lại vào tháng 7. Trời đã đổ mưa tại sân vận động Phú Nhuận rồi. Đây sẽ là điều kiện thi đấu khó khăn dành cho hai đội. Những pha xoay sở của các thủ CEO Sài Gòn Vương Chuối. Vương Chuối chưa thể dứt điểm, có khoảng trống nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Pha dứt điểm ngay, cú đá rất nguy hiểm, bóng trơn trượt và không thể bắt dính bóng trong tình huống vừa rồi dành cho thủ môn bên phía đội bóng áo trắng dứt điểm. Thêm pha kết thúc nữa của Long Forden. Cả Bảo Lắc cùng với Long Forden đều đang tích cực uy hiếp và cả những cầu thủ ở phía sau sẵn sàng hỗ trợ Vương Chuối. Sự chủ động của CEO Sài Gòn trong những phút đầu tiên, họ tạo ra rất nhiều những thời cơ dứt điểm nhưng chưa có được bàn thắng mở tỷ số. Bóng đã nằm gọn trong tay của, tuy nhiên thì trọng tài vừa rồi xác định bóng đã chơi hết được biên ngang. Một quả phạt góc nữa dành cho CEO Sài Gòn FC. Trong tháng 7 thì CEO Sài Gòn sẽ lần lượt chạm trán với các thủ Unity FC, FC FS 1991, FC Vima, một đối thủ ưa thích mà họ đã từng làm khách trên sân vận động Đạt Đức, và các thủ F1 FC. Đó là bốn đội bóng mà các thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn sẽ thi đấu giao hữu trong tháng 7. Vừa rồi làm cơ hội bị bỏ lỡ. Chúng ta cùng xem lại pha chạm bóng bỏ lỡ cơ hội vừa rồi dành cho Hoàng Anh. Một tình huống tạt vào với khoảng trống rất lớn ở khu vực trung lộ. Cú đánh đầu nhả bóng lại đã mang về thời cơ tiếp cận khung thành ở cự ly chỉ khoảng 2m. Nhưng pha chạm bóng của số 79 lại đưa bóng đi vọt xa. Đây là cơ hội tiếp theo dành cho các thủ CEO Sài Gòn. Lại là Hoàng Anh. Và xử lý rất điềm tĩnh. Đường truyền tốt của số 28 Xuân Quỳnh. Lại là Vương Chuối. Đường truyền lên. Pha chạm bóng của Tấn Lộc. Tình huống tỉ đè gắt gao của các thủ bên phía đội bóng DNA Invest không được. Kể từ đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến giờ thì CEO Sài Gòn đã thi đấu tổng cộng 15 trận, trong đó có 10 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Thành tích của họ đang ghi khá tốt. Cho đến lúc này thì cặp đôi ghi nhiều bàn thắng dành cho các thủ CEO Sài Gòn. Khang Kaka cùng với Bảo Lắc mỗi người đã sở hữu 12 pha lập công trong danh sách ghi bàn của các thủ áo đỏ. Và hai cầu thủ này cũng đang đồng thời là những người kiến tạo nhiều nhất với 5 pha kiến tạo cho mỗi cầu thủ. Có thể thấy được một cặp đôi xuất sắc trong ngày hôm nay khi cùng xuất phát trong đội hình thi đấu của các thủ bên phía CEO Sài Gòn sẽ là một mối đe dọa dành cho khung thành của các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Ở trận đấu gần đây nhất trong cuộc chạm trán với Đồng Hương An Nhơn, CEO Sài Gòn đã giành chiến thắng với tỷ số 5-1. Và đó là trận đấu mà danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đã thuộc về vị trí của Bảo Lắc. Và trong danh hiệu xuất sắc nhất trong trận đấu vừa rồi thì Bảo Lắc đã nhận được phần thưởng từ thương hiệu Domenco của CEO Đinh Bằng, Bằng Torres. Ngày hôm nay thì Bằng Torres không xuất hiện trong đội hình thi đấu của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Những cầu thủ kỳ cựu nhất để khoác áo đội bóng CEO Sài Gòn. Những cái tên ngày hôm nay vắng mặt, bao gồm cả vị trí của Đào Minh Thông cũng như là anh Đinh Bằng đều không thể góp mặt. Những cầu thủ đã có cột mốc trên 100 trận thi đấu dành cho CEO Sài Gòn FC và người đang có thành tích lúc này tốt nhất có mặt trong đội hình của CEO Sài Gòn góp mặt trong trận đấu hôm nay chính là Lê Hoài Dư. Anh cũng đã vượt cột mốc 100 trận. Những pha tranh chấp quyết liệt của Vương Chuối, Khang Kaka. Tình huống thoát đi của Khang Kaka, tình huống nỗ lực đột phá nữa của số 12. Giảm sáng. Nắng lên. Một tình huống cướp bóng. Và đây là cơ hội trở lại với cầu thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Và giữ bóng bình tĩnh của Hoàng Kiên. Một đường truyền mở bóng, bóng đã không đến được vị trí của Nam Red. Vương Chuối lấy bóng, phản công dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đỏ, Xuân Quỳnh. Vẫn là Xuân Quỳnh, đường truyền ra biên.
trời đang vừa có mưa vừa có nắng, một điều kiện thời tiết khó chịu dành cho các thủ hai đội. Tấn Lộc, nắng hắt sẽ khiến cho độ hắt của mặt sân dâng lên và các thủ của chúng ta sẽ gặp khó trong việc điều hòa hơi thở. Trong khi đó thì trời mưa sẽ khiến cho mặt sân rất trơn trong những pha di chuyển của các thủ. Khi mà thời tiết của khu vực miền Nam đã vào mùa mưa thì những trận đấu diễn ra có những trận đấu không thể tránh khỏi những điều kiện thời tiết mưa gió. Tuy nhiên thì các cầu thủ của chúng ta vẫn đang cố gắng cống hiến những pha bóng dành cho người hâm mộ để theo dõi trận đấu. Chúng tôi đang phát sóng trận đấu này trực tiếp trên fanpage bóng đá Phủ Miền Tây. Quý vị khán giả có thể truy cập vào để chia sẻ thêm, lan tỏa cuộc đối đầu này đến nhiều cổ động viên không có điều kiện đến sân trực tiếp. Trong ngày hôm nay thì có rất nhiều những lịch tường thuật đến từ ekip bóng đá Phủ Miền Tây và các bạn hãy chọn đúng đường link mà mình quan tâm trận đấu mình cổ vũ để cho cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Đây là Long Forden, không kịp, tình huống cố gắng bứt tốc của Long Forden nhưng không tiếp cận được bóng. Thêm đường truyền lên, cơ hội dành cho Châu Tuấn. Các cầu thủ áo đỏ vẫn đang áp sát tích cực, nỗ lực kiểm soát không thành công, quá đáng tiếc dành cho Nam Red. Bóng lại về chân của các cầu thủ bên phía đội bóng CU Sài Gòn. Trục chất, đường truyền hay, Khang Kaka. Khả năng xử lý bóng quá khéo léo của Khang Kaka. Kankaka đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn từ rất sớm nhưng thời điểm này thì anh đã bị Bảo Lắc bắt kịp về thành tích ghi bàn cho câu lạc bộ CU Sài Gòn trong mùa giải từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Thời điểm mà Kankaka có được 10 pha lập công thì đồng đội của anh Bảo Lắc chỉ mới có được 6 bàn. Tuy nhiên những trận đấu sau đó Kankaka cùng với Bảo Lắc đã liên tục sánh vai nhau ghi bàn và bây giờ thì mỗi người đã có được cho mình 12 pha lập công dành cho CU Sài Gòn FC. Những trận đấu mà Bảo Lắc liên tục tỏa sáng và trong trận đấu cách đây không lâu trong cuộc đối đầu với đối thủ của mình, họ đã giành chiến thắng 5-1 với 3 pha lập công đến từ vị trí của Bảo Lắc để sang bằng cách biệt ghi bàn. Đây là cơ hội nữa dành cho Bảo Lắc, tình huống tỉ đè của số 30. Tình huống nỗ lực xuống bóng của Long Forden không thành công, đường truyền của Bảo Lắc đã đi hơi mạnh. Một tình huống cắt bóng nữa dành cho các thủ áo đỏ. Nỗ lực của Tấn Lộc, đội trưởng bên phía CU Sài Gòn chưa thoát đi thành công. Đây là pha phản công dành cho các thủ DNA, không có tình huống chạm bóng đủ chính xác. Nửa bên ơi vẫn còn dư lắm, đúng rồi, cả đó thôi. Canh bằng mắt đi cho mọi người mình thấy ấy là mình phải thay đổi liền. Linh hoạt. Tiếp tục là nỗ lực thoát đi, không được, Bảo Lắc đã không thể giữ bóng thành công vào trong sân. Quyền ném biên trở lại với các cầu thủ DNA Invest. Những nỗ lực tấn công nữa dành cho các thủ áo trắng. DNA Invest đang bị đối phương gây sức ép và họ chưa có được những tình huống lên bóng để tiếp cận khung thành của thủ môn bên phía đội bóng CU Sài Gòn FC. Pha chuyển bóng khá hay và đây là thời cơ dành cho các thủ áo trắng tấn công. Vẫn còn. Rất tốt, khoảng trống nữa dành cho số 8. Cơ hội dứt điểm. Phan Vũ đừng mở bóng dành cho vị trí của số 36, đó là Lực Lucky. Những pha tranh chấp gắt gao giữa các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Rất đáng tiếc các thủ bên phía đội bóng áo trắng đã không giữ được bóng trong cuộc sau tình huống đọt bóng của Xuân Quỳnh. Và đây là thời cơ phản công Long Forden. Phía bên trong đang là Bảo Lắc. Đường truyền dành cho số 30 hơi mạnh rồi. Pha chuyền bóng vẫn đi hơi sâu.
Tuy nhiên vẫn sẽ có một quả ném biên nữa dành cho cao thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Chúng tôi xin cảm ơn anh Đào Thông Minh đã gửi lời chúc anh em CEO Sài Gòn chiến thắng. Anh Đào Thông Minh đã vắng mặt trong rất nhiều trận đấu. Thống kê từ 15 trận đấu từ đầu Tết Nguyên Đán trở lại đây thì Đào Thông Minh tham dự chỉ khoảng 40% số trận đấu của các thủ CEO Sài Gòn FC mà thôi. Bóng lại trở về quyền kiểm soát dành cho các thủ DNA Invest. Nhưng đội bóng này vẫn chưa thể có được cơ hội áp sát khung thành của các thủ CEO Sài Gòn FC. Do vậy mà họ đang hết sức nỗ lực. Tình huống xử lý tốt của các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Châu Tuấn khá nhịp nhàng. Tốc độ trận đấu bắt đầu được đẩy lên nhanh hơn. Dư sáng đạt. Giảm. Giảm nữa. Rồi. Bóng lại tiếp tục về chân của các thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Vương Chuối rất hay. Tấn Lộc, tình huống xử lý rất khéo léo của số 7. Giảm thêm chút nữa đi Đạt ơi, vẫn còn cháy. Thêm tình huống tấn công Khang Kaka. Nỗ lực đi bóng của số 12 đã đẩy bóng hơi xa. Đây là trung chất. Vẫn còn pha chạm bóng của các thủ áo đỏ. Một tình huống pha bóng an toàn. Cơ hội trở lại với Lực Lucky. Phản công dành cho các thủ DNA. Không được. Những pha triển khai của các thủ áo trắng lại hơi thiếu cảm giác bóng và họ chưa có được một đường truyền để có thể mở toan ra một cơ hội thực sự rõ ràng. Đây là pha trả bóng hay, lại là cơ hội cho Lực Lucky. Châu Tuấn. Các cầu thủ bên phía CEO Sài Gòn đã tranh chấp quyết liệt, những nỗ lực ngăn cản của Xuân Quỳnh để ngăn chặn tình huống phản công nhanh dành cho các thủ DNA Invest. Rồi, chỉ vừa đó. Một thời cơ tấn công nữa. Sử dụng hai ngón, một ngón để zoom, một ngón để chỉnh sáng. Tao vừa zoom mà tao vừa chỉnh sáng bình thường luôn. Lấy lại gần gần đi con, tự tin lên. Một quả ném biên nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Thêm đường truyền vướng vào trọng tài. Trọng tài sẽ thả bóng trở lại với các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Thời gian thi đấu của hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua gần một nửa. Và lúc này thì tỷ số vẫn chưa được mở. Mặc dù CEO Sài Gòn đang tạo được sức ép tốt nhưng họ đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để có thể vượt lên dẫn trước. Cơ hội nguy hiểm nhất lúc này vẫn là tình huống bóng cắt ngang mặt khung thành và điểm chạm của các cầu thủ bên phía đội bóng đỏ đã đưa bóng lên trời trong cự ly chỉ khoảng 2m. Đây là cơ hội trở lại với các cầu thủ bên phía DNA. Một pha chuyển hướng sang bên phía hành lang cánh phải. Giữ bóng bình tĩnh. Tình huống kiểm soát bóng là của Đỗ Nhật. Đỗ Nhật mật bóng về chân của Khang Kaka. Phản công dành cho các thủ bên phía đội bóng xanh. Đây là xin lỗi bạn, dành cho các thủ áo đỏ. Tấn Lộc đường chuyền, bóng đã không đến được vị trí của Bảo Lạc. Tiếp tục là những sự cố gắng của các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Họ vẫn đang bị đối phương pressing ngay bên phần sân nhà của mình. Có thể thấy được đội hình của các thủ bên phía CEO Sài Gòn đang được đẩy lên rất cao. Họ buộc các cầu thủ bên phía DNA Invest đang phải lùi rất sâu. Và va chạm, một quả đá phạt nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC.
Đứng trước bóng đang là DDK cùng với vị trí của Khang KK. Chúng ta cùng chờ xem ai sẽ là người thực hiện quả phạt này. Với pha bóng này thì Khang KK có thể tung ra một pha cửa lòng. Đường treo bóng của DDK đánh đầu, không có tình huống tiếp cận nào dành cho các cầu thủ áo đỏ. Hai cầu thủ bên phía đội bóng, hai tình huống băng xuống của các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC nhưng họ lại không thành công. Chúng ta cùng xem lại tình huống đá phạt của DDK. Quả treo bóng đi khá xoáy. Hai cầu thủ áo trắng đó, xin lỗi bạn, hai cầu thủ áo đỏ đã nhảy lên nhưng không ai chạm được vào bóng. Quá đáng tiếc cho tình huống tấn công vừa rồi. Tiếp tục là thời cơ trở lại với các cầu thủ CEO Sài Gòn FC. Đội bóng áo đỏ vẫn đang duy trì được thế chủ động. Sẽ có thêm một tình huống đá phạt nữa dành cho các thủ CEO Sài Gòn. Trung Chất, tình huống lên bóng bên phía hành lang cánh trái nữa. Vẫn là Trung Chất. Rất tốt, Bảo Lắc. Một tình huống thoát xuống của số 30. Nỗ lực ngăn chặn đến từ đội trưởng bên phía đội bóng áo trắng. Vẫn còn cơ hội dành cho Tấn Lộc. Không được, cú dứt điểm của số 7 đã bị ngăn cản. Đánh đầu, Bảo Lắc đã có được bàn thắng dành cho các thủ CEO Sài Gòn. Pha lập công đến từ vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 30 và anh đã vượt qua Khang KK trong danh sách ghi bàn của đội bóng áo đỏ. Bàn thắng thứ 13 của Bảo Đắc trong năm 2024. Chúng ta cùng xem lại tình huống lao vào của Bảo Đắc trong một pha bóng mà thủ môn bên phía đội bóng DNA Invest đã thiếu đi sự chủ động. Pha lao ra thiếu an toàn. Và hậu quả là để cho số 30 áp sát và bóng đã rơi trúng đầu của Bảo Lắc đi vào lưới. 1-0 nghiêng về phía CEO Sài Gòn FC. Sức ép của các thủ áo đỏ cuối cùng cũng đã được cụ thể hóa bằng một bàn thắng vượt lên dẫn trước. Bây giờ thì tình thế sẽ khó khăn hơn dành cho các thủ DNA Invest. Họ cần những sự đột biến trong lối chơi của mình để có thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Một pha mở bóng dài dành cho vị trí của Đỗ Nhật. Tuy nhiên vẫn chưa có lợi thế dành cho Đỗ Nhật. Những tình huống phòng ngự chắc chắn của các thủ CEO Sài Gòn FC. Lại là Khang KK. Những pha phối hợp điềm tĩnh. Đường chuyền tốt. Khoảng trống rất nhiều dành cho Khang KK bước lên. Thêm một cơ hội nữa dành cho các thủ bên phía CEO Sài Gòn FC. Pha di chuyển hay của Bảo Lắc và Long Forden. Không có cầu thủ nào tiếp cận được. Một đường chuyền đã vượt qua được hàng thủ bên phía đội bóng áo trắng. Nhưng cả hai cái bóng áo đỏ dâng lên đều không thể tiếp cận bóng và dứt điểm. Quả ném biên dành cho các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Vẫn còn. Các thủ áo trắng vẫn đang nỗ lực. Một bàn thắng mà thôi. Chỉ cần một cơ hội đủ tốt. Sẽ là thời cơ để cho các thủ áo trắng có thể sang bằng cách biệt và đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Đường chuyền lên của cầu thủ đeo băng đội trưởng Quốc Phòng. Lỗi của số 28. Người bị thổi phạt đó là Hoàng Kiên. Tiếp tục là những nỗ lực nữa của Long Forden. Thủ luôn cố gắng đột phá chưa thành công. Sự áp sát tích cực của các thủ bên phía đội bóng đỏ. Pha cản lướt. Đây là thời cơ dành cho các thủ bên phía đội bóng trắng. Cơ hội là đây. Có thể dứt điểm. Chưa thể vượt qua được chốt chặn bên phía đội bóng áo đỏ. Hoàng Anh là người đã can thiệp chính xác. Và sau đó là một tình huống hỗ trợ của đồng đội để cắt bóng. Bóng lại về chân của Đỗ Đăng Khoa. DDK là người đang cầm bóng lúc này. Tấn Lộc. Khang KK đang di chuyển, một tình huống di chuyển không bóng hay của Khang KK. Khang KK vẫn còn qua người rồi. Vượt qua cả thủ môn đối phương và Khang KK đã tự mình ghi bàn. Một màn solo của Khang KK để cân bằng thành tích ghi bàn với Bảo Lắc. Cặp đôi Khang KK và Bảo Lắc lại tiếp tục đua ganh đua nhau trong thành tích ghi bàn của câu lạc bộ CEO Sài Gòn FC. Sự hiệu quả của cặp đôi này bây giờ đã khiến cho CEO Sài Gòn FC có được bàn thắng nhân đôi khoảng cách. Quá xuất sắc cho bộ đôi Khang KK và Bảo Lắc. Một tình huống mà Khang KK đã như nhảy múa ở trong vòng cấm địa, vượt qua hậu vệ bên phía đội bóng áo trắng và vượt qua cả thủ môn bằng những tình huống xử lý khéo léo của mình. Anh đã một mình một bóng dẫn bóng vào đến trước vạch vôi và dứt điểm tung lưới của các cầu thủ bên phía đội bóng DNA Invest.
trong năm thi đấu 2023, buổi lễ gala tổng kết năm, CEO Sài Gòn đã vinh danh các cầu thủ đóng góp những thành tích ấn tượng cho câu lạc bộ CEO Sài Gòn trong năm 2023 thì Bảo Lắc và Khang Kaka là hai trong ba cái tên được xem là xuất sắc nhất của đội bóng. Cơ hội nữa lại trở về với các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng, nhưng họ vẫn đang gặp khó trong việc đưa bóng lên trên. Sức ép của các cầu thủ bên phía đội đó lại là cơ hội nữa dành cho Tấn Lộc. Những đường chuyền hỏng của các thủ bên phía DNA Invest đã khiến cho họ không có được cơ hội tấn công và liên tục phải chống đỡ. Một cơ hội nữa dành cho các thủ áo đỏ và kết thúc không thành công của số 16. Nỗ lực dứt điểm đến từ Hoàng Nam, cầu thủ được bổ sung cuối cùng trong danh sách của đội bóng CEO Sài Gòn FC. Trung chất vẫn còn, đây là trường Honda, đường chuyền bóng vẫn không, trọng tài đã phất cờ báo vô hiệu bóng ở bên ngoài sân. Những tình huống cố gắng tấn công nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Pha ném biên là đưa bóng vào chân của DDK, đường chuyền hay, đây là Tấn Lộc. Đối phương áp sát nhưng Tấn Lộc vẫn che chắn rất hợp lý. Hoàng Anh, xin lỗi bạn. Đường chuyền dành cho Phước Hiếu. Những pha bằng bật tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Họ vẫn đang duy trì được cách biệt 2 bàn. Pha đẩy bóng rất tự tin, đường chuyền hay và cơ hội nữa dành cho vị trí của Trường Con. Nỗ lực của số 11, khoảng trống cho Hoàng Nam, chưa thể dứt điểm. DDK bóng về chân của số 10, quả tạt đã vướng phải hậu vệ bên phía đội bóng áo trắng. DNA Invest đang nỗ lực phòng ngự, thêm quả treo bóng vào phía bên trong nhưng Long Forden đã không tiếp cận được. Tình huống cố gắng đánh đầu giải nguy từ vị trí của số 33 Sĩ Thành. Như vậy thì các thủ bên phía đội bóng áo đỏ đã bị trọng tài thổi phạt. Đường chuyền lên phía trên, những nỗ lực tấn công nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Pha xử lý rất hay nhưng đường mở bóng thì lại hơi thiếu lực. Ngay lập tức là tình huống áp sát của trường Honda. Pha bóng mà trọng tài đã thổi phạt vị trí của trường Honda. Thêm một pha lên bóng nhưng đã có lỗi việt vị mất rồi. Tình huống rơi vào bẫy việt vị của Phan Vũ. Sự thay đổi người được đưa ra trong đội hình thi đấu của CEO Sài Gòn. Họ đang dẫn trước 2 bàn. Hai cái tên được tung vào sân là vị trí của số 55 Đình Thắng và cầu thủ khoác chiếc áo số 2, vị trí của Ngọc Ẩn. Lúc này thì Lê Hoài Dư vẫn đang đứng ở bên ngoài sân. Số 20 chưa vào. Một trong những tiền vệ kiến thiết có vai trò quan trọng bậc nhất trong lối chơi của các cầu thủ CEO Sài Gòn FC. Anh vẫn đang có mặt trên băng ghế dự bị và các thủ áo đỏ vẫn đang làm tốt. Thêm pha cắt bóng của Hoàng Anh. Sự chủ động ngăn chặn tốt của các thủ CEO Sài Gòn. Phước Hiếu lỗi kéo người. Trọng tài thổi phạt các thủ bên phía DNA Invest. Đây là khoảng trống nữa mở ra dành cho các thủ bên phía đội áo đỏ. Đường chuyền hướng tới vị trí của trường Honda. Vẫn là nỗ lực đột phá của số 1 rất hay. Đội DDK. Một pha mở cánh rất thoáng nữa dành cho đồng đội dâng lên. Cường Thịnh. Đưa bóng vào. Pha chạm bóng tốt. Đường chuyền ngang.
Sự chủ động can thiệp đến từ các hậu vệ bên phía đội áo trắng, vẫn là DDK đang áp sát tích cực. Hai cầu thủ áo trắng đã tranh chấp tốt và giành chiến thắng trước DDK. Phản công dành cho các cầu thủ DNA Invest, đường chuyền lên. Cơ hội nữa cho số 32 Châu Tuấn. Nhưng pha rót bóng ngay sau đó của Châu Tuấn lại không thuận lợi dành cho vị trí của Nam Red. Bóng lại về chân của các cầu thủ áo đỏ. Pha hướng bóng đến vị trí của trường Honda. Những cầu thủ tấn công tốt của CEO Sài Gòn đã được tạm thời rút ra nghỉ. Nhưng với đội hình ở trên sân, họ vẫn đang gây sức ép tốt về phía khung thành của các cầu thủ bên phía đội bóng. Đây là Nai Vinvest. Đây là cơ hội dành cho trường Honda. Dứt điểm đi. Không vào. Xin chút nữa thì trường Honda đã tái hiện lại bàn thắng trước đó của Khang Kaka với pha đi bóng từ phía hành lang cánh trái bỏ vào bên trong. Nhưng pha dứt điểm của anh lại không đánh bại được thủ môn bên phía đội bóng DNA Invest. Rõ ràng là cái duyên ghi bàn của trường con, trường Honda nó chưa thể sánh được với cặp đôi Bảo Lắc và vị trí của Khang Kaka ở những pha xử lý bóng tương tự. Nhưng Khang Kaka thì có được bàn thắng, còn trường Honda lại không thể đánh bại được thủ môn đối phương. Thêm pha đúng vào trong. Các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng vẫn đang bế tắc trong việc lên bóng. Một tình huống đẩy người nữa của số 8 Phan Vũ đã bị trọng tài thổi phạt trong pha cố gắng tranh chấp với hậu vệ bên phía CEO Sài Gòn FC. Những nỗ lực tấn công nữa dành cho các cầu thủ áo đỏ. Đây là DDK. Tấn Lộc. Lại là số 10 DDK. Phước Hiếu. Pha đẩy bóng tốt, Cường Thịnh. Khoảng trống tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội áo đỏ. Pha tranh chấp không thành công của Hoàng Nam. Ám sát. Nỗ lực tấn công. Đây là cơ hội tiếp theo dành cho vị trí của số 8. Phan Vũ vẫn chưa thể vượt qua được chốt chặn của hàng phòng ngự bên phía đội bóng CEO Sài Gòn. Bóng lại về chân của Tấn Lộc rất khéo léo. Tình huống xử lý rất tỉnh táo của Tấn Lộc đã vượt qua được hai cầu thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Mở ra thêm một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Đưa bóng lên. Hoàng Nam không có lỗi việc bị. Hoàng Nam chưa vượt qua được chốt chặn đến từ đội trưởng quốc phòng. Pha chạm đầu tiếp theo nhưng chưa có được sự hiệu quả. Bóng đang nằm gọn trong tay của thủ môn bên phía đội bóng áo trắng. Pha áp sát được chuyền về. Những nỗ lực của các thủ bên phía đội bóng DNA Invest vẫn chưa mang lại những sự uy hiếp nào. Phước Hiểu. Thế trận của CEO Sài Gòn FC vẫn đang nhỉnh hơn và đẩy các thủ áo trắng vào thế khó. Họ đang dẫn trước hai bàn, pha thoát đi nữa với sức nỗ lực nữa của Hoàng Nam rất khéo léo. Ngay sau đó là một tình huống ngăn chặn quyết liệt đến từ hàng thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Pha giữ bóng của đội trưởng quốc phòng rất hợp lý. Đưa bóng lên. Các thủ áo trắng cần phải bình tĩnh triển khai bóng. Vừa rồi là một đường chuyền không chính xác nữa của các thủ DNA Invest. Những nỗ lực tiếp theo dành cho các thủ bên phía đội bóng áo đỏ.
rất bình tĩnh. Cũng mở bóng của số 10, DTK đã rót một đường bóng đến với Phước Hiếu, vẫn là số 33. Phước Hiếu pha qua người không thành công. Sự che chắn hợp lý đến từ vị trí phòng ngự của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng khi mà Hoàng Trường đã có một pha xử lý chính xác. Thời gian của hiệp 1 không còn nhiều. Hai không lợi thế dành cho CEO Sài Gòn FC. Rất tốt. Nỗ lực qua người của DDK đã không thành công. Đối phương vẫn đang theo kèm người quyết liệt. Trên băng ghế dự bị của các thủ bên phía đội bóng áo trắng, họ có 6 cái tên. Lê Hòa Dư đã được tung vào sân. Bóng lại trở về với quyền kiểm soát dành cho các thủ áo trắng. Vẫn còn. Đây là Châu Tuấn. Được chuyển lên. Phan Vũ. Rất nhịp nhàng. Tình huống xử lý rất hay. 3-4. Đột phá thành công. Vượt qua được một cầu thủ bên phía đội bóng đỏ. Nhưng ngay sau đó thì đường truyền lại bị ngăn chặn bởi vị trí của Cường Thịnh. Quá đáng tiếc cho các thủ DNA Invest. Họ chưa có một tình huống thoát đi đủ nhanh. Đây lại là Hoàng Nam. Và chuyền bóng mà số 16 đã cài người không thành công. Một tình huống cắt bóng là của Lê Hoài Dư. Sự an toàn đang được đảm bảo dành cho các thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Hai bàn thắng dẫn trước và một thế trận lấn lướt. Họ vẫn đang tạm thời uy hiếp khung thành của các thủ áo trắng một cách liên tục, nhưng chưa có thêm cơ hội ghi bàn thắng thứ ba. Phước Hiếu. Lại là những pha bằng bật tốt. DDK mở bóng dành cho vị trí của Cường Thịnh. DDK. Đường truyền của số 10. Và rọc bóng hướng tới trường Honda. Nhưng lần này đã không có tình huống xử lý thành công. Tiếng còi kết thúc hiệp 1 cũng đã được vang lên. Và hai đội bóng rời sân tạm nghỉ. Và lúc này thì kết quả đang tạm thời là 2-0 dành cho các thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Hai pha lập công đến từ hai cái tên xuất sắc nhất của đội bóng, Bảo Lắc và vị trí của Khang Kaka. Mỗi người đóng góp một bàn dành cho CEO Sài Gòn FC. Và chúng ta nghỉ ngơi 5 phút trước khi cùng chúng tôi theo dõi diễn biến của hiệp 2.
Vậy thì xin mời quý vị khán giả chúng ta quay trở lại diễn biến của hiệp đấu thứ hai, trận đấu giao hữu giữa các thủ CEO Sài Gòn FC và đối thủ của họ là câu lạc bộ DNA Invest. Kết thúc hiệp 1 thì CEO Sài Gòn đã chơi lấn lướt và có được hai bàn thắng của cặp đôi đang sánh vai nhau dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng CEO Sài Gòn FC, đó là Bảo Lắc cùng với Khang Kaka. Mỗi cầu thủ đã có một pha lập công. Ngay khi Bảo Lắc lên tiếng thì Khang Kaka đã đáp trả. Bây giờ thì hai đội chuẩn bị bước vào màn so tài ở hiệp 2. Với lực lượng đăng ký đông đảo hơn, các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ có rất nhiều những sự lựa chọn trên băng ghế dự bị. Trong khi đó thì các cầu thủ bên phía đội bóng DNA Invest họ chỉ có 6 cầu thủ trên băng ghế dự bị mà thôi. Tiếng còi bắt đầu hiệp 2 cũng đã được vang lên. Đội bóng áo trắng là những người kiểm soát bóng trước trong hiệp hai thứ hai này. Trên sân đã có sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 1 Babic. Đó không phải là thủ thành dự bị mà là một cầu thủ thi đấu ở tuyến trên, nhưng anh lại khoác chiếc áo số 1, số áo thường xuyên dành cho các thủ môn. Vẫn còn Đình Thắng. Tấm băng đội trưởng bây giờ đã thuộc về vị trí của DDK bên phía đội hình của đội bóng CEO Sài Gòn FC. Thời điểm này thì đã vào khung giờ chiều muộn. Một pha ném biên bị lỗi của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Quyền ném biên trở lại với các thủ siêu Sài Gòn FC. Đẩy lên lại. Để hết nắng hay không? Vừa trở lại. Rồi được rồi. Vẫn là những nỗ lực giữ bóng của DDK. Pha kiểm soát tốt của số 10 để tìm kiếm cơ hội quan sát đồng đội. Trường Honda. Đột phá rất hay, khoảng trống dành cho số 1. Ngay sau đó thì tình huống tì đè tốt của số 28 đã ngăn chặn thành công. Và va chạm quyết liệt của Hoàng Kiên để ngăn chặn Trường Honda. Khoảng trống nữa dành cho các thủ CEO Sài Gòn FC. Vẫn còn. Đột phá. Giảm sáng lại. Dư rồi. Rồi. Một cơ hội nữa dành cho các thủ áo đỏ. Đường chuyền ra. Không có đường chuyền chuẩn xác để đến với vị trí của đồng đội. Nỗ lực chủ động gây sức ép đến từ CEO Sài Gòn FC, Phước Hiếu đã bị trọng tài thổi phạt với lỗi đẩy sau. Bây giờ thì cơ hội sẽ trở lại với các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Một tình huống mở bóng không vượt qua được Cường Thịnh. Một tình huống phòng ngự chính xác. Đây là Trường Honda. Hoài Dư. Pha mở bóng của Lê Hoài Dư. Không kiểm soát được. Quá đáng tiếc dành cho Ngọc Ẩn. Bóng trở về quyền kiểm soát dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Những pha tranh chấp rất quyết liệt của hai bên. Đây là cơ hội. Nhưng bóng vẫn trở về với quyền kiểm soát của các thủ đó. Lại là Trường Honda. Khoảng trống đền dành cho số 11. Một pha mở biên. Ngọc Ẩn. Vẫn là Ngọc Ẩn. Nỗ lực đưa bóng vào trong đã bị ngăn chặn. Sẽ có quả đá phạt góc nữa dành cho các thủ CEO Sài Gòn FC. Gần lại chút. Cú chào bóng. Những sự cố gắng tiếp theo dành cho các thủ bên phía đội bóng DNA vẫn chưa thể giúp cho họ có được một cơ hội dứt điểm rõ ràng nào. Lê Hoài Dư. Vẫn là pha xoay sở dẻo của Lê Hoài Dư. Phước Hiếu. Đây là vị trí của Đình Thắng. Rất nhịp nhàng, những pha phối hợp tốt. Mở biên dành cho DDK. DDK bỏ vào trong. Vẫn là pha cầm bóng tự tin của số 10. Tìm cơ hội. Tiếp tục là khoảng trống xuất hiện dành cho các thủ áo đỏ. Họ vẫn đang chủ động giữ bóng và kiểm soát tốt. Ngọc Ẩn. Pha phối hợp rất hay, lại là cơ hội cho DDK. Vẫn còn. Một tình huống ngăn chặn kịp thời từ vị trí phòng ngự của Hoàng Kiên.
các cầu thủ bên phía CEO Sài Gòn vẫn đang duy trì được sức ép chủ động của mình. Thủng qua chạm quyết liệt, cơ hội dành cho Ngọc Ấn đường chuyền, không được, đường chuyền của Ngọc Ấn đã không vượt qua được vị trí của số 24. Cầu thủ cắt bóng đó là vị trí của Hoàng Tùng. Thấp khung hình xuống chút. Đúng rồi. Một quả đá phạt góc tiếp theo dành cho các cầu thủ áo đỏ, đây là Lê Hoài Dư. Vẫn là Lê Hoài Dư. Được chen. Dùm lại cao khung hình lên. Dùm lại, lấy sau lưng ít thôi, trước mặt nhiều lên. Vẫn là những nỗ lực nữa. Các thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn vẫn đang kiểm soát tốt. Đường chuyền vào bên trong. Phản công dành cho các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Nhưng những đường chuyền của các thủ áo trắng lúc này vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Nỗ lực tấn công nữa, vẫn chưa vượt qua được các cầu thủ áo đỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Thêm một thời cơ nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Rất bình tĩnh. Pha đẩy mất bóng nguy hiểm và đây là cơ hội phản công dành cho các thủ DNA Invest. Đường chọc khe, tức bức tốc đi, Phan Vũ, vẫn là Phan Vũ. Góc sút đã bị làm hẹp, cơ hội dành cho số 8. Nhưng anh đã chưa thể có được góc sút thuận lợi, bỏ vào trong, có thể kết thúc. Tình huống dứt điểm cuối cùng của Phan Vũ đã không đủ uy lực. Có lẽ sức rướn của số 8 đã giảm đi nhiều sau những tình huống nỗ lực bứt tốc thoát khỏi sự đeo bám của các cầu thủ bên phía CEO Sài Gòn FC. Một trận đấu quá khó khăn dành cho các thủ DNA Invest. Trước một đối thủ đang chơi cực kỳ chặt chẽ và hợp lý. Một nỗ lực bứt tốc nữa dành cho Ngọc Ẩn. Tình huống thoát xuống, bên trong là Dũng Vũ. Được chuyền ngang. Số 88 chưa có được thời cơ dứt điểm. Đường chuyền ra cho Trường Honda. Trọng tài đã không thổi phạt trong tình huống vừa rồi và làm động tác gọi số 11 đứng dậy. Được chuyền lên của Đình Thắng. Lại cơ hội nữa dành cho Ngọc Ẩn Tide. Nhưng đã không có một tình huống chủ động giữ bóng dành cho các thủ CEO Sài Gòn FC. Bóng về chân của DNA Invest. Lê Hoài Dư đã lập tức áp sát và đoạt bóng. Nỗ lực nữa dành cho các thủ áo đỏ. Tình huống ngăn cản quyết liệt, đã có pha phạm lỗi rồi. Bóng đã chạm tay của số 56. Lê Tiến vừa bị trọng tài thổi phạt lỗi để bóng chạm tay. DDK đang là người đứng trước bóng để thực hiện quả phạt này dành cho các thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Cú đá thẳng, rất nguy hiểm. Không có bàn thắng dành cho DDK. Mặc dù anh đã tung ra được một cú đá chất lượng, nhưng bóng đi chưa đủ hiểm hóc khi nó rơi đúng vào vị trí mà thủ thành bên phía đội bóng áo trắng DNA Invest đã chọn. Đường chuyền vào trong, không có gì khó khăn dành cho thủ môn bên phía đội bóng DNA Invest. Và cắt bóng chủ động của hàng phòng ngự bên phía CEO Sài Gòn. Mặc dù hàng thủ của họ cũng đang dâng lên rất cao. Phước Hiếu rất điềm tĩnh, Lê Hoài Dư, Phạm Bảo Biên, đây là DDK. Thêm cú dứt điểm nữa đến từ số 10. Nguy hiểm, tình huống băng ra kịp thời. Ngọc Ẩn áp sát, pha tranh chấp của số 2 đã bị thổi phạt. Thêm một thời cơ nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Xây sở rất dẻo. Châu Tuấn đã có một đường chuyền hay và đây là cơ hội dành cho DNA Invest dứt điểm. Đường căng ngang, không có pha chạm bóng quá đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi. Một tình huống triển khai tốt nhưng lại không có bàn thắng dành cho các thủ DNA Invest vẫn còn. Thêm một quả dứt điểm nữa. Bóng đã không đi chính xác trong tình huống dứt điểm tiếp theo. Chúng ta cùng nhìn lại pha phối hợp tấn công dành cho các thủ áo trắng trong tình huống này. Pha triển khai bình tĩnh nhưng lại không đủ để mang về cho các thủ áo trắng bàn thắng đầu tiên.
bóng về quyền kiểm soát của các thủ CEO Sài Gòn. Pha chạm bóng không tốt của Đình Thắng, đã có lỗi tác động đến từ các thủ bên phía đội bóng Dina Invest. Thêm một tình huống phát bóng lên nữa, Dũng Vũ vẫn chưa thể thoát đi. Bảo Lạc nỗ lực đột phá của số 30, không được rồi, đã có một tình huống can thiệp tốt của hàng phòng ngự bên phía đội bóng DNA Invest. Tuy nhiên thì cơ hội vẫn trở lại với các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Dũng Vũ đang áp sát đối với vị trí của số 4 An Lampard. Pha đoạt bóng không có lỗi của các thủ bên phía đội bóng CEO Sài Gòn. Trường Honda lại không thể thoát đi. Đường truyền không đến được vị trí của Châu Tuấn. Phước Hiếu, Hoài Dư. Lúc này thì tấm băng đội trưởng bên phía CEO Sài Gòn đã trở lại với số 20. Đây là Đình Thắng. Pha bóng vấp chân của Đình Thắng. Trong pha kiểm soát bóng bình tĩnh nữa. Lại là cơ hội dành cho Ngọc Ẩn và các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Đường truyền đã chưa thể tạo ra được sự đột biến, nhưng đây là cơ hội cho Bảo Lắc. Nhưng tình huống kiểm soát cuối cùng của Bảo Lắc lại đi quá dài. Phản công, Hoàng Kiên phản công dành cho các thủ Dina Invest, Châu Tuấn. Đường truyền của Châu Tuấn dành cho Lê Tiến, hơi sâu. Và bằng đà chủ động, rất nguy hiểm. Một tình huống chuyền bóng bất cẩn của thủ thành bên phía CEO Sài Gòn, nhưng rất may là không có một pha cất bóng dành cho đối phương. Đây là Xuân Quỳnh, nỗ lực phối hợp Dũng Vũ, tỷ đè tốt. Dũng Vũ mở biên dành cho Ngọc Ẩn, pha chọc khe vẫn còn. Tốc độ của số 2 bằng xuống kịp không? Không kịp rồi, bóng đỡ bên ngoài sân mất rồi. Một đường chuyền đã khiến cho Ngọc Ẩn hơi vất vả để có thể cứu bóng, nhưng anh vẫn không thành công. Và Dũng Vũ và Ngọc Ẩn cũng đã rời sân, nhường chỗ cho Long Forden. Phát bóng lên dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Hoàng Tùng, tình huống đưa bóng lên của Hoàng Tùng thoát đi rất hay, một tình huống xử lý cực kỳ khéo léo của số 28. Hoàng Kiên đang rất nỗ lực bứt tốc. Đường chọc khe, Lê Tiến tiếp cận cung thành. Đường chuyền của Lê Tiến chưa có được cú dứt điểm. Cú đá cuối cùng đã không đánh bại được thủ môn bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC, quá đáng tiếc. Bóng vẫn trở về quyền kiểm soát của các cầu thủ áo đỏ. Đây là Bảo Lắc. Cơ hội dành cho Long Forden. Long Forden và kết thúc. Vẫn còn. Rất may là bóng chưa lăn qua vạch vôi. Một tình huống bóng lập bập nữa. Hai cơ hội dành cho các thủ hai bên. Cơ hội nữa dành cho Long Forden, không được. Pha chạm bóng lần này của Long Forden lại đi quá thiếu chính xác. Các đồng đội đang hỏi Long Forden là đá gì vậy Long. Rõ ràng một pha chạm bóng quá thiếu cảm giác của Long Forden. Đây là những cơ hội dành cho cả hai bên. Chúng ta cùng theo dõi lại. Đầu tiên là thời cơ dành cho DNA Invest, nhưng họ đã không đánh bại được thủ môn bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Còn đây là hai tình huống mà Long Forden đã có được những pha dứt điểm nhưng không có được bàn thắng. Những pha bóng lập bập của hàng thủ áo trắng cuối cùng cũng đã phá được bóng ra. Thêm một pha bóng nữa mà Long Forden đã dứt điểm lên trời. Những cơ hội liên tiếp dành cho các thủ bên phía CEO Sài Gòn và DNA Invest nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Bóng lại về chân của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Không được, đường chuyền hỏng. Xuân Quỳnh. Bóng được trả về. Hàng phòng ngự của CEO Sài Gòn vẫn đang thi đấu bình tĩnh. Phước Hiếu, họ không quá vất vả trong ngày hôm nay khi mà hàng công bên phía đội bóng áo trắng không có nhiều những tình huống lên bóng tấn công. Bảo Lắc rất dẻo, những tình huống xây sở rất dẻo của Bảo Lắc. Tiểu bóng ra biên, Long Forden. Một pha làm bóng của Long Forden dành cho Khang KK, vẫn còn khoảng trống dành cho Bảo Lắc, sức chống chạy trước mặt. Quá đáng tiếc, Bảo Lắc lại không chế không tốt.
Một tình huống xử lý lóng ngóng của Bảo Lộc khi mà khung thành đã mở toang ở trước mặt anh. Những cơ hội bị bỏ lỡ liên tiếp của các thủ bên phía CEO Sài Gòn FC. Và đây là một tình huống xử lý hay của Phan Vũ. Đã có một pha bóng kịp thời. Tình huống ngăn chặn quyết liệt của Xuân Quỳnh. Và đá phạt góc tiếp theo dành cho các thủ DNA Invest. Cú chào bóng của Sĩ Thành. Cơ hội dứt điểm. Lê Tiến vẫn chưa thể có được cú đá. Và đã có một tình huống pha bóng an toàn của Phước Hiếu. Những sự cố gắng nữa đến từ vị trí của số 32 Châu Tuấn. Mất bóng về chân của Bảo Lắc. Cơ hội nữa dành cho số 30. Pha đi bóng của Bảo Lắc. Tỉa bóng dành cho Long Khoa Đình băng lên. Phòng Long Khoa Đình chưa có điểm chạm. Bóng đỡ bên ngoài sân rồi. Rất đáng tiếc cho Long Khoa Đình. Châu Tuấn pha chuyền bóng hợp lý dành cho Lê Tiến. Cơ hội nữa lại dành cho số 56 băng lên. Thêm một tình huống ngăn chặn quyết liệt của Đình Thắng. Rất hay. Thưởng pha bóng an toàn của hàng phòng ngự bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Bây giờ thì tấm băng đội trưởng đã trở lại với Tấn Lộc. Lại là vị trí của Hoàng Kiên. Đường chuyền vào. Đánh đầu đi, đây là cơ hội nữa dành cho Phan Vũ, không vào. Cú dứt điểm của số 8 vẫn đi quá nhẹ và chưa thể làm khó được thủ môn bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Đây là Khang Kaka. Đường chuyền của Khang Kaka lên phía trên, Dũng Vũ đã không tiếp cận được. Chúng ta cùng xem lại cơ hội với quả treo bóng của Lê Tiến vào phía bên trong. Tình huống này rất đáng tiếc là vị trí của Phan Vũ lại dứt điểm quá hiền. Bóng tiếp tục trở lại với quyền kiểm soát của các thủ DNA Invest. Rất điềm tĩnh. Châu Tuấn. Vẫn là các thủ bên phía đội bóng DNA Invest đang nỗ lực. Được chuyền hay, Châu Tuấn. Chọc khe, Lê Tiến. Điểm chạm của Lê Tiến lại hơi thiếu cảm giác. Những nỗ lực bứt tốc đến từ vị trí của Sĩ Thành. Tuy nhiên số 33 vẫn không thể cướp bóng thành công. Sẽ có thêm một quả ném biên nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Bóng lại về chân của các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Bóng này tiếp tục về chân của các thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Đây là Khang Kaka. Tỉa bóng. Xuân Quỳnh. Vẫn là Xuân Quỳnh đang giữ bóng. Pha chuyền bóng vào chân của Hoàng Kiên. Phản công dành cho các thủ DNA Invest. Một tình huống cắt bóng quyết liệt. Các thủ bên phía đội bóng áo trắng vẫn đang nỗ lực. Sĩ Thành. Đường chuyền hợp lý của Sĩ Thành cho Phan Vũ. Dứt điểm đi. Và kết thúc của Phan Vũ lại đi lên trời. Quá đáng tiếc cho những nỗ lực của các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Pha chạm bóng nữa. Những tình huống cố gắng thi đấu của các thủ bên phía đội bóng áo trắng.
Họ đang bị dẫn trước 2-0 và đang có phần bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương. Những cơ hội rõ ràng hơn đã xuất hiện cho các thủ bên phía DNA Invest nhưng họ chưa tận dụng được. Lỗi chì cản trái phép đến từ vị trí của số 36. Người bị thổi phạt đó là Lực Lúc Kỳ. Hoàng Kiên đã cố gắng lao vào để ngăn chặn pha đá phạt của Khang Kaka. Tiếp tục là Khang Kaka thực hiện quả phạt. Đường chuyền sệt, đây là tốc độ của Xuân Quỳnh nhưng người tiếp cận lại là Bảo Lạc dứt điểm. Bóng đá nằm gọn trong lưới và bây giờ thì tỷ số là 3-0. Bàn thắng thứ hai của Bảo Lạc trong trận đấu này. Một pha chạm bóng rất nhạy cảm. Tình huống chuyền bóng đến từ Khang Kaka ở quả đá phạt. Một pha di chuyển làm mồi của Xuân Quỳnh. Anh đã băng xuống nhưng không chạm bóng. Và Bảo Lạc là người đã có được pha chạm bóng tinh tế. Đưa bóng đi chéo góc hạ gục thủ môn bên phía đội bóng DNA Invest mang về tỷ số 3-0 dành cho các thủ CEO Sài Gòn FC. Những nỗ lực tấn công nữa dành cho các thủ bên phía DNA Invest. Châu Tuấn. Đây là sự cố gắng của số 36 Lực Lúc Kỳ. Đường chuyền vẫn hơi khó dành cho các thủ áo trắng để có thể vượt qua được hàng phòng ngự bên phía CEO Sài Gòn. Pha đưa bóng hỏng. Tấn Lộc lướt đi. Vẫn là Tấn Lộc. Tình huống đẩy bóng dài và bứt tốc nữa của số 7. Các đồng đội đang di chuyển cú tiêu bóng cho Bảo Lạc. Không có lỗi việc bị của số 30. Một tình huống đối mặt nữa dứt điểm. Không vào. Bảo Lạc đã có thời cơ để hoàn thành hat-trick nhưng anh vừa rồi đã không đánh bại được vị trí của người gác đền bên phía đội bóng DNA Invest. Đó là một cơ hội tốt. Nhưng Bảo Lạc lại không thể dứt điểm thành công. Không có pha nguy hiểm. Pha chạm bóng của Phước Hiếu. Cơ hội vẫn dành cho các thủ áo đỏ. Được chuyển lên. Không có cầu thủ nào bên phía đội bóng CEO Sài Gòn nhận bóng. Đây là tình huống lên bóng tiếp theo nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Họ vẫn đang nỗ lực nhưng chưa có được bàn thắng ở trong ngày hôm nay. Pha xử lý khéo léo của Khang Kaka, một đường chuyền dành cho Long Forden. Pha khống chế bình tĩnh của số 25. Vẫn là nỗ lực của Long Forden. Rất tốt, Đình Thắng. Pha xử lý lại thiếu cảm giác của Đình Thắng. Một pha cắt bóng chính xác của Phước Hiếu. Quá khó cho Đình Thắng để giữ bóng. Những nỗ lực tấn công của DNA Invest để tìm kiếm cho mình bàn thắng trong trận đấu giao hữu này. Sự thay đổi người liên tục bên phía đội hình của CEO Sài Gòn. Hoàng Anh, Trung Chất đã trở lại đội hình thi đấu. Phước Hiếu là cái tên được rút ra nghỉ. Phan Vũ. Vẫn là Phan Vũ. Pha xử lý bình tĩnh nữa của các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Đường chuyền của Sĩ Thành mở ra cơ hội dành cho Hoàng Kiên. Lúc này thì các thủ áo trắng đã đảo cánh. Hoàng Kiên qua người. Vẫn còn không vào. Quá đáng tiếc dành cho nỗ lực dứt điểm vừa rồi đến từ vị trí của số 33. Không có pha dứt điểm thành bàn dành cho Sĩ Thành. Một tình huống mà các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng DNA Invest đã đến rất gần với khung thành của đối thủ nhưng lại kết thúc đi lên trời. Tình huống bóng chuyền ngang vào ngay khu vực trung lộ nhưng ở cự ly chỉ khoảng 6-7 mét.
Pha ngã người dứt điểm của cầu thủ mang chiếc áo số 13 lại đưa bóng đi vọt xa một cách rất đáng tiếc. Không có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Bây giờ là Tấn Lộc phản công, đường chuyền dành cho Dũng Vũ. Một pha băng lên tốt nữa của số 88 không hề có lỗi việc vị. Đối mặt Dũng Vũ dứt điểm đi. Cú đá không khác gì một đường chuyền về cho thủ môn. Lại là tình huống tấn công nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng trắng. Thêm pha dứt điểm căng, bóng vẫn đi ra ngoài không thành. Những nỗ lực dứt điểm đến từ vị trí của Phan Vũ. Ngày hôm nay thì số 8 đã có những cơ hội nhưng chưa thể có được bàn thắng dành cho cá nhân anh. Và đồng thời cũng chưa thể giúp cho các thủ DNA Invest tìm kiếm được pha lập công đầu tiên. Những tình huống va chạm xảy ra giữa các thủ hai đội. Trọng tài đã có tiếng còi để can thiệp và nhắc nhở các thủ hai bên tranh chấp. Những nỗ lực tấn công dành cho các thủ DNA Invest. Hoàng Tùng pha áp sát ngay phía sau của Long Forden. Một tình huống tranh chấp quyết liệt của số 25. Bóng vẫn về chân của đội trưởng Tấn Lộc. Pha kéo bóng tốt. Trọng tài không thổi phạt trong tình huống ngã vừa rồi của số 7. Vẫn là cơ hội trở lại với các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Đây là Hoàng Kiên. Các đồng đội đang cố gắng di chuyển nhưng đường chuyền vẫn quá sâu so với tầm di chuyển của Phan Vũ. Một pha phối hợp tốt nữa, Long Forden, phía bên trong đang là Dũng Vũ. Trả ngược lại tuyến 2 dành cho Khang Kaka. Và cái bóng khéo léo của số 12 đột phá. KKK đã ngã nhưng trọng tài không thổi phạt. Trận đấu vẫn được tiếp tục diễn ra. Những cơ hội nữa lại trở về với các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Và tranh chấp gắt gao, lần này thì lỗi của các thủ áo đỏ. Một quả đá phạt dành cho các thủ DNA Invest. Đứng trước bóng đang là Châu Tuấn. Cú đá thẳng nhưng không làm khó được thủ môn bên phía đội bóng siêu Sài Gòn FC. Long Forden chung chất. Tình huống chuyền bóng dọc biên dành cho Bảo Lắc. Nỗ lực thoát xuống được của số 30. Bảo Lắc vẫn là pha đi bóng tốt. Tình huống vượt qua được hậu vệ đầu tiên nhưng đã không qua được sự ngăn chặn tiếp theo của An La Park. Sự có mặt kịp thời của số 4 đã ngăn cản Bảo Lắc thành công. Những sự thay đổi người nữa. Những nỗ lực giữ bóng của cầu thủ đeo băng đội trưởng mang áo số 26 đã trở lại. Những Quốc Phòng đã để mất bóng vào chân của các thủ CEO Sài Gòn. Ngay sau đó là đường chuyền hỏng của số 78 Núi Nguyễn. Cơ hội tiếp theo dành cho các thủ áo trắng. Đường chuyền lên dành cho Phan Vũ. Tốc độ của số 8 đang bước lên.
nhưng đã có một tình huống ngăn chặn chính xác của Đinh Thanh Tùng. Vẫn còn pha qua người của Phan Vũ, đây là cơ hội để dành cho Dean Anvis. Pha dứt điểm vẫn không đủ chính xác. Những cơ hội đã xuất hiện dành cho các thủ áo trắng nhiều hơn, nhưng họ đã không tận dụng thành công lần nào ở trong hiệp 2 này. Bóng lại tiếp tục trở lại với quyền kiểm soát của các thủ áo trắng. Đây là Đỗ Nhật, đường truyền của số 44. Quả tạt không qua được Khang Kaka. Một tình huống cắt bóng chủ động của Khang Kaka khi lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. 3-0 nghiêng về phía đội bóng áo đỏ đang là tỷ số của trận đấu. Một cú đúp của Bảo Lắc. Pha chạm bóng còn lại để ghi bàn với một tình huống solo của Khang Kaka. Bộ đôi này vẫn đang đóng góp những bàn thắng dành cho CEO Sài Gòn. Tấn Lộc, cặp đôi Bảo Lắc và Khang Kaka đã đóng góp đến 27 bàn thắng cho các thủ áo đỏ từ đầu mùa giải. Và đã có thêm bàn thắng nữa dành cho Bảo Lắc, lại là hat-trick nữa dành cho vị trí của cầu thủ mang áo số 30. 4-0 dành cho CEO Sài Gòn FC. Một tình huống dứt điểm nhẹ nhàng, đơn giản và đủ chính xác từ đường truyền của Trung Chất. Bảo Lạc đã có được bàn thắng thứ 3 cho mình trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu thứ 2 liên tiếp mà Bảo Lạc lập hat-trick. Như vậy thì anh đã có được pha lập công thứ 15 cho mình. Trong khi đó thì KKK chỉ mới có 13 bàn thắng. Bảo Lạc đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn trong các cầu thủ của CEO Sài Gòn FC. Những đường truyền của các thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Nỗ lực tấn công nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Đường truyền hỏng, bóng về chân của DDK. Phản công dành cho các thủ CEO Sài Gòn FC. Lộc Forden không có tình huống kiểm soát thành công dành cho số 25. Đến lúc này thì các thủ DNA Invest họ đang nỗ lực phá bóng để giữ an toàn. Vẫn còn Khang Kaka, DDK. Đường truyền không đến với vị trí của Dũng Vũ. Pha lập bóng nữa đến từ đội trưởng bên phía đội bóng áo trắng. Vẫn là một đường truyền hướng tới Quốc Phòng. Rất tốt. Những cơ hội với số đông cầu thủ bên phía đội áo trắng, nhưng đường truyền cuối cùng lại đi quá thiếu chính xác. Và đội bóng của Lực Lúc Kỳ không thể mang về cơ hội dứt điểm dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng DNA Invest. Tấn Lộc. Lại là nỗ lực nữa của Trung Chất. Đường truyền hay, Bảo Lắc. Khoảng trống xuất hiện nữa dành cho số 30 có thể đột phá. Cú tỉa bóng vừa tầm cho Dũng Vũ. Số 88 lại chưa khống chế đủ gọn gàng. Vẫn là số 88 Dũng Vũ đang giữ bóng. Quả tạt vào bên trong. Không có pha chạm đầu dành cho Long Forden. DDK tranh chấp. Một cầu thủ áo trắng đang nằm sân. Đó là Sĩ Thành. Thời gian còn lại của hiệp 2 chỉ chừng khoảng hơn 3 phút nữa. Cách biệt bây giờ là 4 bàn thắng dành cho các thủ CEO Sài Gòn FC. Một cú hat-trick của Bảo Lắc. Pha lập công còn lại của Khang Kaka.
Lợi thế dành cho các thủ áo đỏ. Phương Chuối đã lao ra tranh chấp quyết liệt. Cú dứt điểm của các thủ áo trắng lại không đủ chính xác. Nỗ lực kết thúc đến từ vị trí của số 32. Châu Tuấn đã chơi khá nổi bật từ đầu trận đến giờ. Nhưng sự cố gắng của số 32 Châu Tuấn cùng với các đồng đội vẫn không thể giúp cho các thủ bên phía đội bóng DNA Invest có được pha lập công đầu tiên trong cuộc đối đầu ngày hôm nay với các thủ CEO Sài Gòn FC. Đường chuyền tốt, cơ hội để dành cho DDK và các cầu thủ áo đỏ. Một pha chọc khe, Long Forden đã không nhận được bóng. Đây là thời cơ tiếp theo dành cho các cầu thủ áo trắng. Vẫn còn nỗ lực của Nam Red. Dứt điểm. Cú đá lại không vượt qua được Vương Chuối. Vẫn còn tiếp tục là cầu kết thúc của Phan Vũ. Như vậy thì bóng đã nằm gọn trong lưới rồi. Bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng để thu hẹp cách biệt xuống còn 1-4. Nhưng khoảng thời gian của hiệp 2 đã không còn quá nhiều khi mà đồng hồ đã bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Chúng ta cùng xem lại cú đá của Phan Vũ. Sau rất nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ thì Phan Vũ cuối cùng cũng đã có được pha lập công cho riêng mình. DDK đường chuyền dài, thêm pha chủ động lao lên nữa của Long Forden, những pha phối hợp không thành công, nỗ lực càng lướt chưa thể vượt qua được đối phương của số 15. Bóng vẫn trở về quyền kiểm soát của các thủ bên phía DNA Invest. Đây là Châu Tuấn. Mở biên. Thủ môn áp sát đến từ số 78 Núi Nguyễn. Pha cắt bóng hụt. Tuy nhiên thì các thủ áo trắng lại chưa thực sự sẵn sàng cho tình huống tấn công áp sát này. Vẫn còn, đây là Nam Red. Cú chuyền bóng của Nam Red chưa thể vượt qua được hàng phòng ngự bên phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Thủ môn áp sát và lấy bóng của Tấn Lộc. Tranh chấp rất quyết liệt, vẫn là số 7. Tấn Lộc, pha chuyền lên đã bị ngăn chặn. Khang Kaka, bóng lại về chân của các thủ áo đỏ, một đường mở biên. Các thủ bên phía CEO Sài Gòn vẫn đang có được một thế trận tốt. Đây là Dũng Vũ. Thêm đường đưa bóng lên nữa. Đây là vượt cơ hội dành cho Châu Tuấn và các thủ bên phía đội bóng trắng rất nhiều những khoảng trống có thể khai thác. Thời cơ tốt. Lại không vượt qua được Vương Chuối. Vương Chuối. Nỗ lực đến từ số 44 Đỗ Nhật chưa thể vượt qua được vị trí của Vương Chuối phòng ngự. Rất khéo léo. Tình huống xử lý tự tin đến từ số 78. Những pha bóng có phần chủ quan của các thủ áo đỏ. Có lẽ các thủ CEO Sài Gòn đang chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. Những phút thi đấu bù giờ của hiệp 2. Long Forden đang tiếp cận bóng. Đây lại là cơ hội dành cho Trung Chất. Tấn Lộc. Kha Kaka. Những nỗ lực phối hợp nữa. Dứt điểm ngay. Thêm một bàn thắng nữa dành cho các thủ CEO Sài Gòn FC. Đó là pha lập công cuối cùng trận đấu dành cho các cầu thủ áo đỏ. Số 15 là người ghi bàn.
Một cầu thủ mà chúng tôi quan sát từ trên xuống dưới trong bảng danh sách vẫn không có tên. Có lẽ câu lạc bộ CEO Sài Gòn trong lúc chuẩn bị danh sách đã để quên tên của số 15 mất rồi. Và như vậy thì trận đấu đã khép lại với chiến thắng 5-1 nghiêng về phía đội bóng CEO Sài Gòn FC. Buổi tường thuật của chúng tôi tại Sông Đồng Phú Nhuận cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và cổ vũ cho cả hai đội bóng tham dự trận đấu này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo lên sóng trực tiếp của bóng đá phố miền Tây.